Xin chào các bạn, mình là Thu Hằng. Hôm nay mình muốn review cho các bạn về một sản phẩm, đó chính là máy dập nắp lon Juban được phân phối bởi AutoShop, một sản phẩm đang làm mưa làm gió và là hot trend của các vương quốc trà sữa như là Đài Loan và Trung Quốc. Máy có kích thước cao 61,5cm, dài 15cm và rộng 29cm. Máy có cân nặng 20,7kg, rất chắc chắn khi đặt trên bàn pha chế. Máy chạy dòng điện 220V cho công suất 180W, rất tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng ở Việt Nam. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn làm một cốc sữa tươi trân châu đường đen và sử dụng máy dập nắp lon Juban nhé. Về thành phần của nó thì rất là đơn giản thôi, thì mình có đường đen Gongcha. Đường đen Gongcha thì cũng được phân phối bởi AutoShop mọi người ạ. Và tiếp theo, thành phần tiếp theo là trân châu cùng với cả sữa tươi. Bây giờ mình cùng bắt đầu thực hiện nhé. Mình sẽ đổ đường đen vào quanh cái cốc như thế này mọi người ạ. Đây, sẽ đổ vào quanh cái cốc như thế này. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho trân châu vào mọi người nhé. Tùy theo cái số lượng mà mọi người thích ăn thì mọi người sẽ bỏ vào. Mình thích ăn nhiều trân châu nên là mình sẽ cho nhiều trân châu. Đây, như thế này, cho thêm một tí nữa. Tên tên, nhiều quá. Xong bây giờ là cho đá. Tiếp theo là mình sẽ cho đá vào nhé. Đây, mình vừa cho đá vào xong. Mình thích uống lạnh nên là mình sẽ cho hơi nhiều đá một chút. Tiếp theo là mình sẽ cho sữa tươi vào mọi người nhé. Trời, quá đẹp luôn. Ta-da. Ui dồi, quá là nghệ thuật luôn mọi người ơi. Rồi bây giờ em sẽ sử dụng máy dập nắp lon Juban để dập cái cốc sữa tươi trân châu đường đen này vào nhé. Đây, bây giờ em sẽ dập cho mọi người xem ạ. Sử dụng rất đơn giản, chỉ cần xoay như thế này và khóa vào, sau đó là ấn công tắc ạ. Được không? Xong rồi. Sau khi mà đã dập xong ấy ạ, thì mình tháo ra như này. Ten ten, đã có thành phẩm là một cốc sữa tươi trân châu đường đen vô cùng độc đáo và thu hút ánh nhìn ạ. Chắc chắn là khi mà mọi người cầm cốc sữa tươi trân châu đường đen này ra đường thì ai cũng phải để ý đến nó. Những quán cà phê hay là trà sữa muốn tạo thêm điểm nhấn cho quán mình hay là muốn cho quán mình có một nét độc đáo riêng thì mọi người hãy cùng liên hệ với AutoShop để đặt mua sản phẩm máy dập nắp lon Juban này nhé. Chào mọi người và hẹn gặp lại.